Xin chào tất cả mọi người và ban giám khảo của buổi ngày hôm nay ạ. Em xin tự giới thiệu mình là mình là Bách, mình là founder của Windy. Thì để đến với buổi hôm nay thì mình muốn chia sẻ mình muốn kêu gọi 30.000 đô cho 20% cổ phần công ty. Trước khi để bắt đầu trình bày thì mình muốn có câu hỏi đặt ra là tại sao chúng ta đã và đang nói rất nhiều về môi trường nhưng ngay cái hành động đơn giản nhất là phân loại rác bạn không làm. Sơ qua về thực trạng, theo số liệu của World Bank, mỗi ngày Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thải ra tới hơn 13.000 tấn rác thải và có tới 35% số đó có thể được tái chế nhưng vẫn đang bị đốt hoặc chôn lấp chỉ bởi vì người dân đang không phân loại rác. Và thậm chí luật đã bắt buộc ép buộc người dân phân loại rác, mức phạt thể lên tới hơn 20 triệu đồng. Sau tất cả, chúng ta vẫn không phân loại rác. Tại vì sao? Câu trả lời đơn giản không nằm ở chúng ta mà nằm ở những người thu gom. Bởi kể cả khi ta có phân loại ra, phần lớn rác được thu gom đều bị tổ chung ở một chỗ. Cụ thể, khi khảo sát với trên hơn 1.000 người về hành vi phân loại rác, có tới 53% trong số họ đồng ý với tôi về điều này. Và trong số những cái người thay vì vứt rác thông thường, họ có thể đem rác tái chế theo những cái điểm tập kết phế liệu hay là các tổ chức môi trường khác. Nhưng nếu mà nó quá xa vào chỗ họ thì 80% cho rằng họ quá lười làm điều này. Và 67% cho rằng cái việc là ép buộc bằng luật pháp không hiệu quả của động viên. Do đó, giải pháp của chúng tôi là một nền tảng kết nối người bán và người mua phế liệu. Người dùng sẽ được hướng dẫn phân loại rác đúng cách, đặt thu gom tận nơi và đổi rác lấy sản phẩm xanh. Và quan trọng nhất, tất cả điều này diễn ra hoàn toàn miễn phí. Vậy chúng tôi kiếm tiền một cách nào? Thì đây về mô hình kinh doanh của chúng tôi, từ một người dùng thông thường, sau khi phân loại rác sẽ được Winnie kết nối với những người thu gom hợp lý, phù hợp để mà sau đó người thu gom sẽ vận chuyển đến các điểm tập kết một đối tác để mà xử lý về phế liệu hay là phân bón và chúng tôi sẽ lấy 20-40% giá trị giao dịch. Về traction, sau khoảng 3 tháng thử nghiệm từ tháng 6 đến tháng 8, sau mỗi tháng chúng tôi đều tăng gấp đôi lượt user và lượt đặt thu gom và với tỷ lệ active rate hàng tháng là khoảng rơi vào trung bình khoảng 50%. Về quy mô thị trường, với trung bình mỗi một hộ gia đình đang bỏ đi tới 1,5 đô phế liệu mỗi tháng. Do đó với tổng thị trường hơn 26,8 triệu hộ gia đình, tổng thị trường có thể lên tới hơn 300 triệu đô. Và với 67% hộ gia đình sử dụng smartphone thì Sam tương ứng với hơn 200 triệu đô. Và với mục tiêu sau 5 năm là 20% hộ gia đình tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sử dụng Greeny, tổng thị trường có thể lên tới hơn 14 triệu đô. Về đối thủ cạnh tranh, chúng tôi liệt kê ra được một vài đối thủ cạnh tranh chính là Ralava, Rác Làm Vàng, Emgreen hay là Winline và thậm chí cả người thu gom rác đồng nát truyền thống. Thì với hai giá trị cốt lõi là sự thu gom tận nơi, sự tiện lợi và cái khả năng scale up, chúng tôi dễ dàng stand out ra khỏi những cái đối thủ trên. Cụ thể hơn, khi mà nói về cái khả năng scale up, chúng tôi là một ứng dụng dựa trên thuần nền tảng và không có bất kỳ cái yếu tố vật lý nào để ngăn cản mình trở nên scale up trên toàn bộ địa bàn Hà Nội, địa bàn toàn quốc. Về chiến lược gia nhập thị trường thì đây là chúng tôi là hoạt động trên theo một cái nền tảng, do đó là đây là câu chuyện về con gà và quả trứng. Thì thay vì cân bằng cả người dùng lẫn người thu gom, chúng tôi ở giai đoạn đầu chỉ tập trung phát triển người dùng và sau 12 tháng phát triển người dùng, chúng tôi tạo ra một cái lượng doanh thu đầu vào đủ ổn định để sau đó chúng tôi chuyển sang phát triển người thu gom và sau đó cuối cùng là trở thành một cái thuần nền tảng kết nối. Về đội ngũ của chúng tôi thì có gồm 6 người về tất cả background khác nhau như design, lập trình hay thậm chí cả marketing. Về cá nhân tôi thì đây không phải lần đầu tiên tôi khởi nghiệp. Trước đây tôi đã ở founding team của Ralava, Rác Làm Vàng. Nhưng mà vì một vài lý do nhất định về team nên tôi đã quyết định rời và quay trở lại hôm nay với Greeny. Về mentor của chúng tôi rất tự hào có được cô Trần Ánh Phương mentor trong cuộc thi này. Và ngoài ra chúng tôi đã có tham gia hai chương trình tăng tốc và hai chương trình ươm tạo khởi nghiệp và tăng tốc của sông Sun Startup và sông Hàn Incubator. Về kế hoạch tài chính thì sau 2 năm đầu chúng tôi lỗ, năm thứ 2 thậm chí còn lỗ hơn năm thứ nhất. Và bởi vì đây là cái giai đoạn mà chúng tôi bắt đầu chuyển đổi mô hình và bắt đầu scale up, chuyển đổi sang mô hình platform và bắt đầu scale up và đạt điểm hòa vốn tại năm thứ 3. Về kế hoạch tài chính, kế hoạch gọi vốn, chúng tôi đang gọi vốn 30.000 đô cho 20% với mục tiêu là 21.000 user. Đây chính là con số mà phù hợp nhất để mà chúng tôi bắt đầu chuyển
tạo ra một nguồn doanh thu ổn định và chuyển sang giai đoạn sau. Cuối cùng tôi muốn chia sẻ một sứ mệnh thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế tuần hoàn. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn đội 3D. Và bây giờ là thời gian Q&A của các bạn. Xin hỏi team của bạn đâu rồi? Còn còn ai nữa không? Ok. Thế như vậy là các bạn thử trong tháng 6, tháng 7, tháng 8 à? Thử là vòng đúng không? 3 tháng là có được là bao nhiêu khách hàng? 600 user với 50 lượt đặt mua. Mô hình kiếm tiền của bạn là gì? Mô hình kiếm tiền là em sau khi thu gom rác tái chế bọn em sẽ vận chuyển và bán cho các bên xử lý rác tái chế đó. Ai đến thu gom? Các bạn nói là các bạn là như vậy, các bạn là nền tảng hay là các bạn là công ty thu gom và xử lý rác? Bọn em muốn hướng tới là một cái nền tảng kết nối. Tuy nhiên là ở cái giai đoạn đầu này để mà thử nghiệm thì kiếm người thu gom thì bọn em chính là những người thu gom luôn. Thế nên là ở giai đoạn này chỉ là thuần. Tức là các chàng trai rất là đẹp trai mặc vest đi thu gom rác đúng không? Trông có được không? Trông ngầu đấy, đúng không? Anh hơi lo cho các bạn phải thuyết phục được anh là các bạn làm được cái việc đó. Làm thế nào để mà triệt như bạn nói scale up được? Thì riêng trong một cái thành phố Hà Nội khoảng chục triệu dân. Vâng, bọn em muốn chia sẻ về cái mô hình mà em hoạt động. Thì bây giờ là vào cái tại là bọn em kết nối tất cả các partner về bên xử lý rác để tập kết phế liệu. Như mình hiểu nó là lượng phế liệu thì bây giờ là tất cả cứ mỗi đơn lượt khách hàng trên toàn bộ địa bàn Hà Nội bọn em đang chạy rồi, bất kỳ khách hàng nào đặt thu gom bọn em đều có thể đến thu gom, có người thu gom xử lý hợp lý ở đấy. Và bọn em mục tiêu là bọn em phát triển được 12 collector tại trên 12 quận, mỗi người trung bình một quận, và từ đó bọn em mới chuyển sang là platform. Còn hiện tại bọn em vẫn đang trả lương cứng cho những người thu gom. Khối lượng rác thải Hà Nội các bạn có tính là một ngày là bao nhiêu chưa? Bọn em tính trung bình một hộ gia đình một tháng là 1,5 đô. 1,5 đô, ok. Thế này, anh rất là hứng thú với dự án của các bạn. Nếu như thực sự các bạn chứng minh được thì các bạn nói nó chưa được, anh nghĩ là các bạn phải làm sâu hơn nữa. Tại vì anh có gặp chị founder của em Green à? Nhưng có vẻ là không tiếp tục tiến lên được, đúng không? Nếu như các bạn xử lý được thì bọn anh sẵn sàng trả bạn 300.000 đô cho 20% chứ không phải là 30.000 đô, đúng không? Trên thực tế thì bọn anh đã thử, bọn anh cũng rất quan tâm đến tập đoàn của anh rất quan tâm đến lĩnh vực môi trường và đã thử bỏ ra khoảng 15 tỷ đồng để làm ba cái lò đốt rác thải. Và bọn anh đang định tiếp tục đầu tư ở trong An Giang nữa, cỡ khoảng 250 tỷ nữa. Nhưng mà đây là một vấn đề cực kỳ nan giải. Thì anh muốn các bạn phải chắc chắn phải đào sâu hơn nữa. Có một cái tip để cho nhỏ cho các chàng trai đẹp trai muốn xử lý làm rác nhé. Là hôm nào lên cái bãi rác Nam Sơn ấy, mặc vest thế này đứng ở đấy cho anh 2 tiếng đồng hồ. Đúng không? Mà 1.000 con ruồi nó bâu vào người, kín người các bạn, và các bạn vẫn yêu, tiếp tục yêu được rác thải, thì có thể lúc đấy anh sẽ xem xét câu chuyện đầu tư một cách nghiêm túc với cả các bạn. Sẽ anh nhường cho các anh chị khác. Em xin cảm ơn các bạn. Chào các bạn, anh rất ấn tượng với cái dự án của Tiên Đi. Anh cũng là một người khởi nghiệp mấy năm nay thì anh rất ủng hộ các em. Tuy nhiên thì anh có một cái băn khoăn chia sẻ, một câu hỏi đó là anh thấy cái kế hoạch tài chính của em trong 2 năm bắt đầu mới đạt được break even thì em là hơi dài trong cái thời điểm hiện tại không? Khi mà cái nguồn vốn đầu tư bảo hiểm cho các công ty khởi nghiệp ngày càng kém và các công ty có xu hướng là bây giờ cái càng sớm càng tốt để mà có được cái cân bằng được cái điểm hòa vốn để có thể tự ký được với được bằng người tật của mình đó. Thì anh sẽ 2 năm anh hơi dài, các em có cái giải pháp gì ở cái đó không? Anh muốn chia sẻ. Em rất cảm ơn câu hỏi của anh ạ. Thì ở cái vấn đề là tại sao nó phải dài như thế, là nó không phải cứ đổ tiền vào marketing là người ta sẽ bắt đầu phân loại rác. Cái vấn đề nó nằm ở nhận thức, và bọn em sẵn sàng đi dài hơi về cái dự án này để thay đổi nhận thức cộng đồng trước đã, rồi sau đó mới có thể vận hành được cái mô hình nó tốt hơn.
không thể gấp được cái đoạn này. Ok, cảm ơn. Cảm ơn. Giờ rồi đúng không? Okay. Còn 30 giây nữa. 30 thì không thôi. Ok, anh nghĩ là các bạn nên đào sâu hơn nữa. Chắc chắn là mình sẽ còn cần nhiều thời gian hơn. Rất là hay là các bạn trẻ mà quan tâm đến một lĩnh vực khó. Thực ra chính phủ đặt ra rất nhiều mục tiêu tham vọng và cũng chưa, gần như tất cả các thành phố ở tại Việt Nam rất là đáng tiếc là chúng ta chưa xử lý được vấn đề rác thải. Chắc chắn chúng ta phải làm tốt cái này và kỳ vọng biết đâu các bạn là những người mà sẽ làm nên một Việt Nam xanh và một Việt Nam vĩ đại, một Việt Nam hùng cường. Anh xin cảm ơn các bạn. Vâng, xin được cảm ơn những người nhận xét hết sức tâm huyết đến từ các vị ban giám khảo. Một lần nữa thì cảm ơn bốn chàng trai và hy vọng rằng những lời góp ý vừa rồi sẽ giúp các bạn có được một phần thi tốt hơn ở chặng 2. Và mời các bạn quay trở lại vị trí phía bên trong cái gạo của mình.